áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng tất cả các em đã đến với cái series tiếp theo của ngày hôm nay. Và các bạn biết không, đây là gần như cái chặng đường cuối của chúng ta rồi. Thế nên là chỉ còn một chút tích nữa thôi là các bạn đã đến hết năm học. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sang về cái phần cuối cùng, đó chính là về phần reading. Vậy thì phần reading của chúng ta hôm nay, thầy Đạo sẽ muốn cùng với tất cả các bạn chúng ta sẽ làm bài tập nào. Thì mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng nhìn lên trên bảng các bạn nhé. Reading của chúng ta ở đây đó chính là chúng ta sẽ có các câu hỏi và chúng ta sẽ phải điền vào trong cái đoạn văn của mình là chỗ nào. Chúng ta cùng nhìn vào câu đầu tiên. Câu đầu tiên của chúng ta ở đây, chúng ta nhìn vào đề bài, chúng ta sẽ có một cái dễ dàng nhận thấy, đó chính là healthy living, tức là sống một cách nó gì lành mạnh. Millions of people today are overweight and out of shape. Là hàng triệu người ngày nay thì thừa cân hoặc là gì không vào hình nào cả, nghĩa là cứ lồi chỗ nọ lõm chỗ kia, đúng không ạ? Tiếp theo, this is due in part their diet. Vậy câu này của chúng ta, các bạn nhìn đây, đó chính là điều này, due ở đây đó chính là gì? Có một cấu trúc gì đó, chúng ta chưa biết, chúng ta đọc hết cả câu nhá. Điều này gì đó, chế độ ăn uống, cái mà thường xuyên gồm có nhiều đường và nhiều chất béo. Vậy trong câu này của chúng ta đây, ý người ta nói là cái việc này nó diễn ra một phần là bởi vì, in part đây chúng ta dịch là một phần, và cái từ due chính là dùng gì? Due to. Đáp án của câu này sẽ chọn là B, một phần là vì do chế độ ăn uống. Vậy đáp án của câu đầu tiên chọn đáp án là B. Another blah blah is that too many of us spend our evenings scrolling. Vậy là một cái gì? Một trong những cái nguyên nhân tiếp theo. Vậy đáp án của câu này sẽ là reason, là có quá nhiều trong chúng ta dành thời gian gluing, đó là dán mắt vào màn hình máy tính, vào TV, đúng không? Tất cả những cái yếu tố đó thì gluing của chúng ta sẽ cộng với giới từ gì? To. Gluing to là dán vào cái gì đó, dán vào cái máy, cái vô tuyến, đúng không? Television. Thay vì là làm cái gì đó để giúp chúng ta là luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe. Vậy thì cái này là keep, I keep us, đúng không? Vậy thì chúng ta chọn đáp án là ourselves, chính là tự làm cho chúng ta làm sao là khỏe mạnh, là keep fit. Ngày nay với lại cái lối sống rất là bận rộn, hectic lifestyle cũng ngăn ngừa chúng ta, vậy ngăn ngừa chúng ta prevent somebody, chúng ta cộng với giới từ, đó là giới từ to, hay là giới từ gì? À nhầm rồi, giới từ from. Đáp án của mình sẽ là A. Đấy, thì đã nói to, các đáp án có to đâu mà các bạn không tin. Prevent somebody from the thing, ngăn ngừa ai đó làm việc gì, các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục sang câu tiếp theo là từ câu 11 đến câu 114. Long hours of school and work don't chấm chấm chấm. Câu này là gì? Hàng tiếng đồng hồ ở trường và nơi làm việc thì không nhiều thời gian cho việc lối sống ăn uống một cách lành mạnh. Vậy không để có được thời gian, cho này chọn đáp án là B, đúng không ạ? 11 là B. Leave much time, là nhiều thời gian. Convenience food such as là những cái thực phẩm mà nó thuận tiện, chẳng hạn như những cái bữa ăn làm sao đông lạnh, đúng không? Vậy cho đáp án là gì nhỉ? C. Frozen meals and carried vegetables saves time but is often là tiết kiệm thời gian, nhưng mà làm sao đấy các bạn? Nhưng mà unhealthy, đúng không ạ? Tiết kiệm thời gian thật đấy, nhưng mà nó sẽ không tốt cho sức khỏe, không lành mạnh. Fast food and takeaways, có nghĩa là những cái đồ mà đến đó xong mang đi luôn ấy. Đó, takeaways are also cái gì đây nhỉ? Cũng là làm sao cho rất nhiều những cái vấn đề sức khỏe. Vậy thì sẽ là responsible, là chịu trách nhiệm. Be also responsible for many health problems. Vậy đấy là đáp án của câu 111 đến câu 114. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến các câu 115 đến 117. In order to enjoy good health, để có được sức khỏe tốt, a regular program of today, of exercise, exercises sẽ có số nhiều số ít này các bạn nhỉ? Nào, chắc chắn là số gì? Số ít rồi, đúng không? Exercise là luyện tập chung chung, còn exercise kia là bài tập. Là sẽ rất là quan trọng. Điều này có thể được thực hiện từ cái việc những bài tập yoga đơn giản cho tới là việc gì đây, thể hình, đúng không? Vậy câu này sẽ chọn là from đến to, from to body building.
doing a little exercise every day, là làm thể dục thể thao mỗi ngày một tí xíu này, cũng không làm phát triển cái gì nhỉ? À, để không phát triển cái vấn đề về sức khỏe, vậy câu này sẽ chọn là health problems, đúng không ạ? Thì đấy là toàn bộ về nội dung của cái phần này. Các bạn để ý kỹ là khi chúng ta làm bài này thì chúng ta phải dịch trước, dịch sau, và nếu như các em không dịch sau thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta chọn được. Và có một cái mà thầy Đạt sẽ phân tích với mọi người là chúng ta phải chọn xem cái từ loại mình điền là gì, sau đó chúng ta áp dụng cái nghĩa của mình vào, thử xem nó ra làm sao. Và chúng ta sẽ phải thử, nếu mà khi chúng ta cảm thấy nó hợp lý rồi thì chúng ta chọn, còn nếu chúng ta chưa hợp lý thì chúng ta thôi, không sao các bạn nhé. Đấy là nội dung của cái phần reading hôm nay của chúng ta, và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục sau một cái chút xíu nhỏ mà thôi, là đó là về phần đọc hiểu các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái series cuối cùng ngày hôm nay, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau về phần reading các bạn nhé. Vậy thì cái bài reading của chúng ta giờ đây là một cái bài rất là dài các em ạ. Và bài này của chúng ta sẽ kiểm tra chúng ta đó là về kỹ năng đọc hiểu. Và bây giờ để làm được phần này dễ, chúng ta sẽ cùng nhìn vào cho thầy đặt cái loại câu hỏi của nó là gì nhé. Câu hỏi của mình như sau: which of the following is the best title, là cái nào từ đây đó chính là cái tiêu đề tốt nhất này. Vậy bản này đồng nghĩa việc là chúng ta sẽ phải đọc kỹ toàn bộ. Thứ hai là theo cái obese teenagers in the USA, người mà kiện cái này đó, thì những cái vấn đề nào từ đây không được đề cập, có là chúng ta phải xác định xem những cái vấn đề nào được đề cập. Tiếp theo ở đoạn văn thứ hai, vậy có nghĩa là chắc chắn cái câu kia của chúng ta đang phải nằm ở đoạn đầu rồi. Rejected có nghĩa là gì? Tiếp theo đoạn văn thứ hai ít liên quan đến đối tượng nào? Tiếp theo điều gì xảy ra nếu như mọi người lựa chọn là ăn rất nhiều những cái unhealthy food, thì lại làm về cái kết quả. Và cái cuối cùng đó chính là trong đoạn văn thứ ba từ failed có nghĩa là gì. Và cuối cùng đó là không đúng về cái fast food có những cái gì nhá. Thì đây là những cái câu hỏi nó về tổng hợp rất là cao, nên chúng ta cùng nhau quay lại về phần này. Đây. Trong năm 2002, chúng ta không đọc gì cái phần này. Đó là một số những cái bạn teenagers béo phì á ở nước Mỹ đã kiện McDonald's, khẳng định rằng công ty phải chịu trách nhiệm vì làm cho họ trở nên béo. Họ tranh luận rằng là đã cố tình, họ tranh luận rằng là cái McDonald's này nó đã cố tình đánh sai họ, misled có nghĩa là làm cho họ dẫn sai, lạc hướng họ vào cái suy nghĩ đó chính là những cái đồ của họ này và những cái sản phẩm khác này thì vừa lành mạnh và có nhiều chất dinh dưỡng. Đấy là những cái thực phẩm mà vừa là nhiều chất dinh dưỡng và gì tốt cho sức khỏe. Họ cũng khẳng định rằng công ty thì cũng đã làm sao không cảnh báo về những cái vấn đề sức khỏe, và cái điều này này nó có được cái vấn đề sức khỏe là từ thu lại được từ việc ăn quá nhiều những cái sau khi là muối này, rồi là high fat, nhiều cái loại chất béo rất là nhiều này, và uống quá nhiều những cái đồ uống có đường dẫn tới là gì tiểu đường này, rồi là bị gì high blood pressure, đó chính là huyết áp cao này, và obesity là béo phì. Mẹ của một đứa trẻ người mà ở tuổi 15 thì đã cân lên đến hơn 180 kg, cái bạn này mà bạn ấy đã cân, những cái bạn này đã được cân nặng là trên là gì 180 gram, đã nói trong cái ý kiến của mình, trong bài phát biểu của mình là tôi luôn luôn rằng là gì cái McDonald's này là luôn khỏe cho con trai của tôi, có nghĩa là gì nó luôn tốt đấy, được như thế. Thế sau bây giờ chúng ta cùng sang xem như thế nào nhá. McDonald's thì đã phản bác lại, đã từ chối cái lời khẳng định là họ phải chịu trách nhiệm về những cái vấn đề sức khỏe của bạn teenagers này. Mọi người không sleep thin và wake up obese, nên là mọi người sẽ không phải là đi ngủ gầy và sáng hôm sau là họ béo luôn được. Cái luật sư của bên này nói như thế, ý người ta nói là béo trước là không phải từ một yếu tố, đôi khi là cái này nó không thể đi ăn một cái này là mai thành béo luôn được, đúng không? Đấy. Cái hiểu biết giữa cái hamburgers và cái french fries thì nó đã chúng ta đã hiểu từ lâu rồi, rất là lâu rồi. Và anh ấy cũng thêm ý kiến đó. Cái vị quan tòa Josh thẩm phán chứ, thì cũng đã làm sao? Đồng ý. Cũng đã đồng ý với cái điều này. Và cũng phản bác lại cái vụ việc này và nói rằng là it is not the place, đây không phải là nơi mà gì luật pháp bảo vệ chống lại những cái thừa
thừa thãi của riêng họ. Ý của câu này là gì? Cái nơi lập pháp chỗ này người ta sợ không phải nơi để bảo vệ những cái việc mà mọi người là gọi là gì, nó thừa ấy, của mọi người ấy, kiểu như thế. Nó một cách khác, đó chính là nếu mọi người lựa chọn ăn ít những cái nếu nó một cách khác này, nếu như mọi người lựa chọn là ăn rất nhiều những cái thực phẩm không tốt cho sức khỏe, thì họ không thể là đổ lỗi cho cái công ty mà bán chúng tới được. Tại vì cái sự lựa chọn ăn là do mình, người ta có ép đâu, người ta bán thì bán, bạn ăn ít thôi thì nó sẽ tốt. Còn nếu bạn ăn nhiều thì có nghĩa là bạn ấy kiện người ta, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Tiếp tục. Một số những cái vấn đề kiện cáo, kiện tụng khác, lawsuit, kiện tụng chống lại những cái công ty đồ thực phẩm đón nhanh ở nước Mỹ này cũng đã gì thất bại. Vào năm 2005 thì công The US House of Representatives, là cái đây là một cái gọi là, cái này là gì nhỉ? Cái này của chúng ta ở đây đó chính là những người đây gọi là những người mà gọi là hội đồng của nước Mỹ, thì cũng đã lập pháp. Lập pháp có nghĩa là gì? Biến một cái điều đó thành luật đấy. Đó, được biết đó chính là đây, Cheeseburger Bill. Và cái này nó gì? Dễ dàng cho người cái béo phì có thể thực hiện những cái gọi là những cái hành động đúng hợp pháp, phản đối với lại cái nền công nghiệp thực phẩm. Tuy nhiên thì cái việc cái bill này này, nó cũng đã không, bill đi không phải hóa đơn đâu nhá. Đó chính là bill, đây chính là một cái lập pháp, là một cái xử lý đó. Thì nó cũng không nào chấm dứt được những cái tranh cãi về cái phần trách nhiệm. Có rất nhiều những cái nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng là cái fast food này thì nó mang tính gây nghiện này, và cũng rất là hại. Vì vậy bán cái fast food thì như nhau, theo một cách có phải như là gì, đang buôn lậu thuốc hay không. Thì ý người ta nói là, ý người ta bảo ô thế có phải đang buôn lậu thuốc cũng chính là một cái cách mà bán fast food hay không, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhìn xem câu này. Tiêu đề tốt nhất cho cái thằng này là gì? Béo phì ai là người chịu trách nhiệm? Có phải béo phì là một tính gây nghiện không? Fast food có thực sự khỏe mạnh không? Hay là làm sao để loại bỏ cái fast food? Thì chắc chắn trong câu này của chúng ta lựa chọn thì các bạn sẽ chọn đáp án là gì? A rồi, đúng không ạ? Ai phải chịu trách nhiệm? Tại vì người ta kiện tụng này, người ta bảo là đấy tốt như này mà người ta ăn vào nhiều nó thành béo phì, vậy tôi phải kiện lại ông, nhưng này có phải người ta có chịu trách nhiệm hay không? Đấy, thì đáp án của câu này chọn đáp án là A. Chúng ta sang câu 125. Theo đoạn văn, theo những cái người béo phì teenager thì những cái vấn đề nào dưới đây không được đề cập? A, đó là diabetes, có không? Có. Hyper, cái thằng này chắc là không rồi này. C, D là có, và chúng ta chọn đáp án là B luôn rồi, đúng không ạ? Chọn đáp án là B. Có phải không nhá? Chúng ta check lại xem có phải không nhá, hay là thầy Đạt nếu nhầm chúng ta không thử nhìn xem. Đây, chúng ta nhìn các vấn đề ở đây. Diabetes này, high blood pressure này, obesity này. Vậy chỗ này của chúng ta lại chưa có, chỉ có 3 thôi. Thế vậy thì giờ chúng ta có một cái anh cuối cùng. Vậy chúng ta phải chọn xem anh nào nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng nhìn xem. Các bạn nó cứ tua lại cái ngậu lên. Chúng ta sẽ cùng sang câu 125. Chúng ta nhìn vào đấy, chúng ta sẽ có 4 đáp án. Và chắc chắn chúng ta loại đáp án đó là đáp án A và đáp án gì rồi? C rồi. Chỉ có mỗi hai ngày thôi, một cái là bệnh về heart disease, và một cái đó chính là tăng huyết áp đây. Vậy chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nhìn dưới cho thầy Đạt, đó chính là chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? Là D, đúng không ạ? Đấy, anh này bằng nghĩa là hypertension, là làm căng thẳng thêm tăng huyết áp. Chúng ta chọn đáp án là D. Sang câu 126 từ rejected thì trong đoạn kia có nghĩa là nào? Thì có nghĩa là gì nhỉ?
phản đối cái gì đó, bỏ cái gì đó. Vậy 128 chúng ta chọn là thì deny, đúng không ạ? Từ chối. 127 từ it liên quan đến đối tượng nào? It, chúng ta nhìn từ it nó ở đâu trong đoạn văn nhé. Đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai này, chúng ta nhìn từ it nó ở đâu? Các bạn nhìn thấy đoạn thứ hai nào ở đâu chưa? Đây. Ít đây này. Đây. Cuối. Các bạn thấy chưa? Vẫn ít đây là thấy cho cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Chắc chắn chúng ta đang nói về đối tượng đó chính là unhealthy food. Đây chính là đáp án câu này. Làm sao mình biết được? Quay về. Các bạn nhìn thấy quay về đây là chúng ta sẽ nhìn thấy vào đây. Đó chính là chúng ta có cái từ unhealthy food. Đúng không ạ? Chúng ta cùng tiếp tục sang câu tiếp theo. Đó chính là sang câu số 128. What happens if... Điều gì xảy ra nếu như mọi người chọn là ăn quá nhiều unhealthy food? Công ty này sẽ phải chịu trách nhiệm. Câu này là sai rồi này. Tiếp theo là có thể get financial support, là có được cái hỗ trợ về tài chính của công ty mơ. Tiếp theo là sẽ chắc chắn thành công về trong việc kiện cáo. C là xa rồi đúng không ạ? Và câu D của tôi sẽ không thể bắt công ty chịu trách nhiệm cho đó. Chúng ta chọn đoán là D. Sang một câu 29 từ fail. Ở đây có nghĩa là gì? Và fail ở đây của chúng ta có nghĩa đó chính là thất bại. Thất bại đã là không thành công. Chúng ta chọn C. Sang câu 130 theo đoạn văn thì cái nào dưới đây không đúng? A là nó fast food, nó có nhiều đường và nó có nhiều chất béo, cái này có chính xác nghiện, đúng rồi, nhiều dinh dưỡng và harmful. Chắc chắn chúng ta chọn đáp án là C. Người ta gọi là nó chứa rất mang tính gây nghiện và còn harmful này, nhiều chất béo và nhiều và rất là nhiều muối. Chúng ta nhìn ở đâu đây? Addictive và harmful này, các bạn thấy không ạ? Đấy. Rồi tiếp theo đó chính là đây. High fat, đúng không ạ? High fat và salty. Đây chính là đáp án của câu đó. Và chúng ta sẽ chọn lại trừ đáp án sai. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó chính là C, nutritious, đúng không ạ? Vậy đó là toàn bộ nội dung về phần reading của chúng ta. Và đây cũng là bài cuối cùng rồi. Và hy vọng rằng tất cả các bạn chúng ta học đến đây là các bạn đã đều có thể giành được điểm cao về phần này. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương trình lớp 12 cùng với lại Vietjack các bạn nhé. Khóa học Vietjack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.